phân bón cả thế giới, chứ còn Việt Nam mình chỉ mới đây thôi. Sau này khoảng 10 năm trở lại đây, còn các anh chị chắc mới thấy đây thôi. Đây là một cái dạng humic acid. Thì đây là, nói ra tôi phân tích luôn, nó là một cái dạng mùn hữu cơ. Tất nhiên là anh này xuống nữa là dầu hỏa đó. Bởi vậy khi các anh chị tưới là cái này nó màu đen. Còn cái than bùn nó khác. Các anh chị mà mua cái hũ, các anh chị thấy để humat, nó là than bùn. Như là của HVB này nọ, humat, các anh chị tưới là nó cặn, nó thẩm thấu không được. Thấy không nè, nó hòa tan không được. Còn cái humic này nó hòa tan. Và cái nước nó có cái màu nâu. Đấy. Và thưa các anh chị, cái này nó có cái công năng là như thế này. Cái mùn hữu cơ này thì nó trầm tích cả trăm năm, cả triệu năm ở dưới lòng đất. Mà trước khi người ta lấy dầu hỏa lên thì nó trước, đi trên trước. Thì ở trong này nó gồm có những xác bã động vật lâu năm. Có thể là có thịt của một khủng long ở trong này không chừng. Mình không nói được, phải không nào, nó trầm tích mà. Đấy, là do cái ở trong lòng đất, cái độ nóng, nhiệt độ của trái đất mà nó nung chảy anh này đi, nó phân hủy. Đó, sau này người ta khai thác lên, người ta tinh chế để người ta lấy ra cái phân hữu cơ, dạng hữu cơ sinh học. Tất nhiên là cái này không có mùi, không có hôi, không có mùi gì hết. Thấy không nè? Nhưng các anh mình đưa vào cây, thứ nhất là cái gì? Nó giúp cho cái cây vượt qua được cái mùa, giai đoạn mà giao mùa, tất nhiên là mùa nắng sang mưa, rồi mưa sang lạnh chẳng hạn. Cái cây ưa bị chết nè. Do nhiệt độ mà cái cây không đầy, các anh chị mình thấy cái vườn mình lúc mà mưa gần đây tuần trước, các anh chị thấy cái cây mình nó khác. Có nhiều cây thúi đọt, có nhiều cây thúi rễ, có nhiều cây thúi thân, đúng không nè? Tuy là mình vẫn có tưới thuốc ngừa, nhưng mà trong cái giai đoạn mùa mưa, giờ giao mùa, thì từ cái nhiệt độ cao, từ nắng sáng nó trở nên u và độ ẩm giọt lên cao 80-90% độ ẩm, và nước giữ ở trong nó nhiều, phân giữ ở trong cây nó nhiều, thì các anh chị mình rễ với đọt làm sao chịu nổi. Thứ hai là nhiệt độ hạ xuống. Nhiệt độ tôi không nói, mà chế độ ẩm ướt mà cây lan mình nó không chịu cái này. Người ta gọi nó là phong lan, nó ướt rồi nó phải khô. Nó khô rồi mình tưới lại cho nó ướt rồi nó phải khô hoặc ráo ráo. Nó thế để cái rễ nó phát triển và để nó tăng trưởng, chứ nó không giống những cái cây ở dưới đất. Lão này, thì các anh nên nhớ hôm trước tôi có nói là điều khiển đối với cây lan ra rễ lúc nóng chứ không phải lúc lạnh. Các anh chị mình lưu ý. Thành thử ra kích thích ra rễ, các anh chị không nên tưới buổi chiều mà nên tưới sáng sớm. Để nắng lên nhiệt độ cao, rễ tìm nước phát triển. Và thứ hai, cái humic này nó có tính giải độc. Đây, cái tính năng giải độc. Ngoài cái tính năng phân bón của nó, thì cái thành phần ở trong này, thưa các anh chị, nó hàng trăm, hàng ngàn chất khoáng nằm ở trong này. Mà trong phân hóa học không có, trong phân hóa học chỉ có mười mấy thứ thôi. Còn ở trong này nè, vitamin đủ nè, từ 1 cho tới 12. Rồi vitamin A, C, D, B, C, D đầy đủ ở trong này. Mà các anh chị mình không cần phải phối, ở trong này nó đầy đủ. Và thành thử ra người ta mới phối vào cái phân hóa học là 322 cho cái chai humic này để chi? Để cho vừa có vô cơ vừa hữu cơ, để cho cái cây nó ăn cho nhanh. Các anh chị nên nhớ là phân hóa học, phân vô cơ, các anh chị mình tưới 30 giây nó lên tới ngọn rồi, còn phân hữu cơ chậm. Bởi vì dầu gì ở trong đó nó cũng có những chất nhựa, những chất dầu, những chất oi trong đó, cây hấp thu chậm. Thành thử ra những cái phân hữu cơ người ta thường thường người ta đưa một lượng nhỏ phân vô cơ vô. 322 tất nhiên là 30, 20, 20 đó. Là cái phân NPK người ta phụ vô để cho cái cây phát triển. Cây ăn được cái humic nhanh. Thấy không nè? Thứ hai, nó cải tạo lục diệp tố. Nó nhiều công năng ở trong này. Và giúp bộ rễ phát triển. Phân nhánh
Tôi nhắc lại nè, dạng thân sinh học comic giúp cho bộ rễ phát triển. Do bị phèn mặn, do bị ngộ độc hữu cơ, hôm nay rễ phát triển trở lại. Thứ hai, giải độc nếu mà cái cây bị ngộ độc, bị chết do mùa nắng nóng vừa qua, hay là một lượng thuốc nấm bệnh sâu rầy gì mình tưới lúc trước đó, mà cây mình nó hấp thu không được, nó còn nằm ở giá thể, nó còn nằm ở rễ đó, thì cái homic này có nhiệm vụ hóa giải. Nó giúp cho cái cây chống được chết. Tất nhiên là như hồi nãy tôi nói, từ nắng nóng qua mưa dầm, rồi sắp tới mưa dầm qua mùa lạnh khô. Đó này, mùa khô là mùa lạnh ấy, cuối năm ấy, thì cái anh này giúp cho cái cây được cân bằng cái sinh lý của cây, không bị sốc do thời tiết thay đổi giao mùa. Nó tạo cái kẽm ở trên cái lá rồi, mua trái bưởi axit gì xuống gặp cái áo giáp kẽm bảo vệ nên có lười lập tưới cái này không cũng rất là tốt. Mà đi than nó có mấy cái này vô cẩm được không? Đi than nó có chích cái này rồi không? Dạ đi than là có chính hai cái này luôn, hai cái này nó ghi rõ luôn nè. Ghi hai chất luôn, bổ sung hai cái đó luôn, bổ rộng luôn. Thế mà biết nó trị mấy trăm loại nấm bệnh luôn á, nó ngừa mấy trăm loại nấm bệnh chứ. Là một cây lan nó thẩm thấu vô thân nó và nó đẩy cái bệnh từ ở trong đẩy ra. Còn cái phổ rộng á là nó phủ bên ngoài, nó trị từ bên ngoài trị vào. Thì khi các anh chị tưới cái nội hấp này vô, ở trong đẩy bệnh ra, ở đi tha ở ngoài dập từ ngoài vô, coi như trong đánh ra ngoài đánh vô là cây lan các anh chị cứ là khỏe. Cái cơ chế của nó thì phải có thằng nội hấp. Nội hấp là nó vô trong người, vô trong cây của nó. Thì cái đi than này thì ở Campuchia này là nó trị nhiều cái, nhưng mà cái tháng tư là cái quan trọng nhất của nó. Phòng bệnh thì sao các chị? Phòng bệnh là xây dòng, xây dòng. Phòng bệnh là phải đủ chất cho cây thì cây nó mới ngừa bệnh. Thành ra là phòng bệnh bắt buộc phải là xây dòng. Còn trị bệnh là một cái mà quất ba lần liên tục. Cái đó là cái bí quyết của mình. Bí quyết để trị trồng lan. Nên bây giờ cái lan mà chưa có bệnh gì hết, mình phải phòng bệnh đó. Không có quan cái này trị bệnh. Còn cây lan nào trị bệnh, anh chị để riêng ra một góc anh chị trị bệnh đó. Ok hả chị ha?